Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 29 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày này có chính ấn hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi Tý vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện giờ. Bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Còn nếu bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc và sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có sự chuyển biến lớn trong công việc cần phải quyết nhanh gọn. Không nên tin vào lời ước hẹn của người khác, có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Không có lợi. Quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ, có hỷ sự. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng e có sự sai lầm, thiếu sót. Nên chờ đợi thêm tin tức, mọi việc mong cầu về tiền bạc là điều không nên. Nên cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng thị phi, trách oán. Ngày có nhiều tin tức buồn vui lẫn lộn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc lớn lao, quyết định nhanh chóng sẽ có hại. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu, sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng. Ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế. Nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào, hãy tự mình quyết định. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có người đi xa, tài lộc còn chậm, khó khăn, dễ hao, có tin buồn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn, không nên bỏ ngang, nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tài lộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu trong ngày này được chính tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn, công việc cũng như trong vấn đề tình cảm, giao thiệp, nhưng chưa phải là lúc quyết định. Cần phải có sự suy nghĩ hoặc bàn thảo lại, để phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có người đi xa, thay đổi nhiệm sở, có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng chừng. Bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin tức của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, do có sự đứng chừng, bỏ dở, phá ngang vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp.
Có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho có sự bỏ dở, chậm chạp, nội bộ lục đục, mích lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đến hẹn, đến hàn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Nếu có sự hoàn tất, kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày gặp tỷ kiên gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Đừng để những suy nghĩ võ đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày xấu để làm mọi việc, đặc biệt là các việc trọng đại. Vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này ngay hôm nay, bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, quý nhân của mình sẽ là người nữ cho việc mong cầu. Ngày có nhiều trợ lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Không nên làm ăn lớn táo bạo sẽ bị gãy đỗ nửa chừng. Đề phòng tiểu nhân, tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, tình cảm, nhân nghĩa. Tài lộc, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hạp các nghề pháp luật, y học, sửa chữa. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc lớn lao, không có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, cần phải cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc lớn lao, không có lợi. Có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều trợ lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, tình cảm, nhân nghĩa. Có tài lộc, nhưng dễ hao về di chuyển, việc làm, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc lớn lao, không có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng, hoặc khởi đầu công việc có trở ngại, hoặc phải hoàn tất việc cũ mới tiếp tục cho công việc mới. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mão. Do có ngũ hành tam hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có tiến triển rõ rệt. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mỗi ngày mới. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Nên cẩn thận trong mọi công việc, ngày có nhiều sự việc xảy ra không tốt, không có lợi. Hành động thì dễ bị vướng mắc, ràng buộc, phiền hà rắc rối. Có kẻ toan tính giáp tâm làm hại mình hoặc bị rủi ro tai nạn, có chuyện tang thương, thương tích. Tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa.
Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc nhận được nhiều tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có tin vui. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Nên xem xét lại những việc cũ còn có sự thiếu sót hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng, cần phải điều chỉnh lại. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về đồ đạc, vật dụng. Ngày có tin tức, cuộc gọi, hoặc có người đến làm gián đoạn công việc. Có cuộc mời vui chơi, tiệc tùng, ăn uống. Hao tài về mua sắm, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi xa, có rủi ro, chậm trễ, hoặc bị phạt vạ, khiển trách. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày cho thấy trong ngày gặp ngũ hành mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình. Khi mâu thuẫn nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Bạn cần tránh nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên dần rạn nứt. Trên phương diện tài lộc, do có thiên tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, không nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ không có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điểm tốt, không nên xen vào chuyện của người khác, để phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình. Gia đạo bất an có tin buồn, hoặc tin tức không đến, hoặc đến mà không được như ý bị từ chối. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên cãi nhau, hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm, tính toán của mình, có sự đảo lộn. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu, có cuộc đi ngắn hoặc được mời, có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ cao nhân giúp đỡ, có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, cãi nhau trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Tuy nhiên, không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc ở quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày gặp cục diện ngũ hành tương hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa,
May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Người kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc đều chưa có thể kết thúc, không nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc nói lên ý định của mình chỉ đem lại sự thiệt thòi. Có sự kèn cựa, cạnh tranh ngấm ngầm, nghe tin tức xấu về tài lộc, tình cảm mình đã gieo ở quá khứ. Gia đạo bất an, có tin buồn, tuy nhiên vẫn có tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi, dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Mọi sự mong cầu về tiền bạc khó thành công. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Không nên hài lòng với những gì đã có trong hiện tại. Nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Mọi sự mong cầu về tiền bạc đều không tốt, khó thành công. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước, giao kết. Nếu có lời mời hùn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ, có tài lộc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, hoặc phải chi phí cho những công việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ trong ngày này trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự tác động của tam hợp. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình. Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt. Ngày của sự buôn ba, vất vả, cực nhọc, mọi việc hãy để tự nhiên sẽ có lợi. Có tin xấu, cần phải cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin xa. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có tiệc vui nhỏ, giải trí. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Có nhiều biến chuyển, thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính. Công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro, bất cẩn. Cần chú ý đến những phương tiện về máy móc, xe cộ. Ngày có nhiều chuyện dày dà, thị phi, tranh chấp, mỗi người một ý đối lập nhau. Không nên tin cẩn quá đáng vào người khác, chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo. Sức khỏe không tốt.
Tử vi tuổi Mùi. Trong ngày gặp cục diện mộc khắc thổ, người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù đã lập gia đình hay chưa, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân trở thành người bị lợi dụng. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Người làm kinh doanh, buôn bán gặp khá nhiều may mắn trong hôm nay. Bạn có thể tạo lập được mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc với khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để bạn tiến xa hơn ở tương lai. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Có người thân, có bè bạn đến hoặc nhận được tin cần sự giúp đỡ của mình về làm ăn, mua sắm, trao đổi hàng hóa, vật dụng. Sự thỏa thuận nặng về tình cảm, uy tín hơn là vật chất, tiền bạc. Nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Dù sự việc có xảy ra thuận lợi, vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói, có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dò ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói, có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại, có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt, nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp, tài lộc có sự trắc trở hoặc phải thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp, tài lộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Sự thỏa thuận nặng về tình cảm, uy tín hơn là vật chất, tiền bạc. Nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Thân. Cục diện ngũ hành dần thân tương xung, người tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp tài thần hoặc hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Nhận được tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Cần phải cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang, hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại, có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp. Vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Việc đi lại, vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn,
cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Dậu. Trong ngày có chính quan chiếu mệnh, tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc nên bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ. Bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao và được thăng chức, không sớm thì muộn. Trong ngày hôm nay, những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có những bước khởi đầu mới. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình, cho rằng mình chẳng thua kém ai. Tuy nhiên Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Có sự thay đổi về hoàn cảnh, tình trạng hiện tại, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng, nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Nên nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh. Không nên đi xa, di chuyển, đi lại, rời chỗ, thư kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu hôn, cưới gả, mưu sự hôn nhân, mong cầu về tài lộc. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy nhờ có thiên tài nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản kha khá thông qua những công việc làm thêm. Dù quá trình làm việc vất vả nhưng khoản tiền này có thể giúp bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ lớn lao. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình. Khoản tiền này nên được sử dụng một cách hợp lý chứ không chỉ nên dành cho việc ăn chơi, bởi nếu vậy thì bạn chỉ đang của thiên trả địa mà thôi. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi di chuyển, đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt, tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh Thổ. Ngày không tốt, công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chừng do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược. Tin tức xấu, có sự hư hại về vật chất, nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp, đề phòng tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước,
chữa bệnh. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại, di chuyển cũng nên cẩn trọng. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn cần phải giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi Hợi. Ngày này có ngũ hành nhị hợp giúp người tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác nhờ tính cách hiền hòa và chân thành. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Thủy sinh mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có quý nhân giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc các chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc không nên tiến thêm sẽ có hại. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ có sự hư hại hoặc công việc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra. Hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Nếu có tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp, đi lại, chuyện tình cảm. Đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm. Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Làm việc gì cũng phải có sức chịu đựng mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Khó khăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.